Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Nẻo đường tài chính trên kênh truyền hình FBNC. Và chúng ta lại trở lại với những chủ đề quen thuộc ở trong hoạt động doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta đề cập đến là cũng khá gần gũi và thường xuyên đối với các doanh nghiệp, đó là chủ đề về chi phí và quản trị chi phí. Thì chúng ta tin chắc rằng là đây là những cái nội dung mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Chúng tôi mời đến chương trình này Tiến sĩ Quỳnh Thanh Điền. Chúng ta cũng hân hạnh được đón tiếp một khách mời, cô Trần Lê Na. Cô Trần Lê Na thì coi như là một chuyên gia sâu trong cái vấn đề thực tiễn. Thay mặt chương trình, chúng tôi rất là hân hạnh và cảm ơn chuyên gia và khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, xin mời quý vị khán giả, chuyên gia và khách mời chúng ta cùng theo dõi một cái đoạn video clip sau đây. Trong chuyên mục mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi không đưa ra một con số nào cụ thể. Thay vào đó, chúng tôi muốn đề cập đến cụm từ, đó là bốc hơi. Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2018 đang diễn ra, nhiều công ty tập đoàn lớn niêm yết trên sàn chứng khoán đã bắt đầu công bố báo cáo tài chính năm 2017. Có những doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, cũng có những doanh nghiệp sụt giảm doanh thu. Nhưng điều đặc biệt là có những trường hợp lợi nhuận ròng của doanh nghiệp bốc hơi sau khi kiểm toán. Con số bốc hơi ấy có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận chủ yếu xuất phát từ việc hàng loạt chi phí ghi bị tăng lên sau kiểm toán. Điển hình là sự thay đổi của các khoản mục chi phí như tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thanh lý tài sản, tăng giá vốn đối với hàng dở dang, bổ sung khấu hao v.v. Chính điều này đã khiến cho con số lợi nhuận nhảy múa khi kiểm toán. Sự thay đổi trong báo cáo tài chính sẽ đem đến những thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và cho chính doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, quản trị chi phí tốt không chỉ giúp cho doanh nghiệp tiết giảm được nhiều chi phí trong các khâu sản xuất, mà còn giúp gia tăng năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm. Quý vị khán giả, chuyên gia và khách mời chúng ta mới vừa xem cái đoạn video clip cũng nói về cái tình hình chi phí của các doanh nghiệp. Như vậy để khái quát lại thì chuyên gia và khách mời có thể một cách tổng quát đơn giản để cho mọi người hiểu là trong những cái chi phí đó gồm có những cái gì và người ta muốn quản trị nó thì trước hết người ta phải biết về nó. Xin mời chuyên gia và Thanh Điền. Tùy vào cái góc độ mình quản trị đó thì mình sẽ có những cái cách phân loại nó khác nhau. Đó. Cái tổng quát nhất là người ta phân chi phí của doanh nghiệp thành hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là cái chi phí cơ hội và chi phí kế toán. Thì mình hiểu nôm na như thế này nè. Giờ mình để tồn kho đi, mình để tồn kho nhiều. Tồn kho nhiều á thì cái chi phí kế toán của mình đó là chi phí lưu kho, bảo quản, chi phí đặt hàng. Nhưng mà ngoài ra đó thì mình thấy có một cái khoản chi phí mà người ta hay quên á. Ví dụ như hàng để trong kho chính là tiền để trong kho. Mà cái tiền đó mình không để trong kho, mình để ngân hàng thì mình có lãi. Do mình để trong kho mà mình mất đi cái phần lãi đó thì cái đó người ta gọi là chi phí cơ hội. Như vậy là ở góc độ phân loại quản trị đó, người ta sẽ phân nó như thế để làm chi? Mục đích là gì? Người ta quản chi phí là người ta làm sao cho cái tổn thất cơ hội là thấp nhất để mọi cái quyết định lựa chọn của doanh nghiệp sẽ là quyết định tốt nhất. Đó. Rồi đi vào cái chi phí kế toán. Đó. Nó chia ra thì nó cũng rất là nhiều cái loại. Nhưng mà trong góc độ quản trị đó, người ta lại phân nó như thế này. Thứ nhất, đó là cái chi phí gọi là chi phí ẩn. Đó là những cái loại chi phí mà mình làm, nói chung là nó là những cái lãng phí. Mình làm không tốt, mình làm không tối ưu, nó gây ra cái chi phí này. Cái dạng chi phí còn lại đó mà mình nói nghe hơi khó hiểu một chút. Người ta hay gọi là chi phí chìm. Chi phí chìm là những chi phí mà mình chia ra nhưng mình không đạt được cái mục đích gì hết. Chẳng hạn như là chi phí nghiên cứu phát triển. Không, mình thấy dòng đời sản phẩm lỗi thời rồi, mình muốn nghiên cứu, mình tung ra thị trường cái sản phẩm gì đó. Nhưng mà thường đầu tư cái này nó rất là rủi ro. Có khi nghiên cứu khoảng cỡ một năm tốn từng chừng phải cỡ 100 tỷ nghiên cứu, có khi là cái gì, sản phẩm không xài được gì hết trơn. Thì chắc có lẽ là khách mời là cô Trần Lê Na là làm cái trực tiếp cái chuyện này trong rất là nhiều năm, và đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia, thì chắc hẳn là Corona cũng có rất nhiều kinh nghiệm và muốn chia sẻ với đến quý vị khán giả. Về mặt kiểm soát á, thì để mà kiểm soát cái chi phí, đầu tiên là mình phải xây dựng được cái định mức, cũng có thể gọi là cái kế hoạch. Bây giờ mình phải biết là vậy bây giờ mình muốn cái
chi phí của mình nó nằm ở mức nào, nó là hợp lý, là nằm ở mức nào là hiệu quả. Thì như vậy mình sẽ phải đưa cái tính hợp lý, cái tính hiệu quả đó khi mà mình xây dựng cái kế hoạch, khi mình xây dựng định mức cho chi phí. Sau đó mình sẽ phải có một cái hệ thống đủ để mà thu thập tất cả những thông tin thực tế. Bởi vì một khi mình đã xây dựng định mức thì mình phải có thông tin thực tế để mình so sánh với định mức. Và mọi sự khác biệt so với kế hoạch, mọi sự khác biệt so với định mức thì lại phải đi tìm cho đến tận cái nguyên nhân cốt lõi để đưa ra cái hướng giải quyết cho từng cái nguyên nhân đó. Và phải gắn cái mỗi nguyên nhân đó với trách nhiệm của một người. Có thể như về giá nguyên vật liệu cao, như vậy nó sẽ phải do bên bộ phận mua hàng. Sản xuất mà tiêu tốn, tiêu hao nhiều thì lại do cái ông phụ trách sản xuất. Tuyển nhân công mà yếu kém như vừa nãy anh Bình nói, hay là sắp xếp nhân công chưa phù hợp thì nó lại thuộc của cái cô nhân sự. Rồi. Yeah. Như vậy thì cái chữ kiểm soát ở đây á, thì thực ra thì nó cũng có thể hiểu theo cái suy nghĩ thông thường trước đây của mình là cũng là nông dân nông nghiệp nông thôn là kiểm soát, chứ bây giờ là mình đi dòm dòm ngó vô cảnh sát á. Còn cái kiểm soát mà nó thuộc là gọi là quản trị thì thực ra là phải có kế hoạch như là cô Lana nói. Tức là anh kiểm soát có nghĩa là anh kiểm soát cái tình hình thực hiện trên kế hoạch đó về mặt số lượng và chất lượng, rồi phân tích cái nguyên nhân là tại tiêu hao nguyên liệu hay là tại gì biến động giá đầu vào, vân vân. Và kiểm soát có nghĩa là như vậy. Mà nếu như vậy thì chúng ta phải có cái công cụ, hôm nay là phải có công cụ để mình làm cái chuyện đó. Thì thường là ở doanh nghiệp của Corona thì cái công cụ đó thì là những cái gì? Cái công cụ đầu tiên mà hầu như tất cả các công ty đều dùng đó được cái gọi là ngân sách. Đó, xong rồi sâu hơn trong ngân sách, chẳng hạn như để mình xây dựng cái định mức về tiêu hao nguyên vật liệu chẳng hạn vậy, thì như vậy mình lại sẽ phải có cái gọi là giá thành tiêu chuẩn. Đó là cũng là những cái công cụ giá thành tiêu chuẩn sẽ ghi rõ là với một cái loại sản phẩm này mình sẽ cần những loại nguyên vật liệu nào, với số lượng bao nhiêu, với giá trị bằng bao nhiêu, sẽ cần những loại nhân công cấp bậc nào, với bao nhiêu giờ, với cái giờ công như thế nào, sẽ tiêu tốn những chi phí khác trong sản xuất như thế nào. Thông thường cái quy trình kiểm soát thì cái bước đầu tiên như chị Na nói là mình phải xây dựng những cái tiêu chuẩn, cái định mức. Thế thì để xây dựng được những cái tiêu chuẩn, cái định mức này đó, thì mình phải nói một trong những cái cách mà mình làm đó là mình phải thu thập cái thông tin về những cái doanh nghiệp kinh doanh tương tự. Trên cơ sở đó là về là mình điều chỉnh lại cho nó phù hợp với tình hình của mình, những cái hạng mục liên quan đến chi phí quản lý, chi phí bán hàng, vân vân. Trên cơ sở đó là những cái thông số đầu vào để cho chúng ta lập ra những cái dự toán về chi phí. Ví dụ như chúng ta sẽ lập ra được những cái báo cáo kế hoạch về kết quả kinh doanh, lập về dòng tiền, ví dụ như hay là bảng cân đối kế toán, ví dụ như thế, thì người ta dựa trên những cái thông số đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất trong doanh nghiệp để mà quản lý được những cái chuyện đó, để mà đưa ra cái định mức như vậy, thì thế thì doanh nghiệp cần phải ban hành những cái quy định. Ở trong doanh nghiệp thường nó tùy vào doanh nghiệp mà ta có những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là chỗ tôi thì gọi là quy chế. Quy chế tất cả những cái hạng mục đều có quy chế. Cái thứ hai là những cái quy trình để thực hiện đó. Ví dụ như giờ mình để đạt được cái định mức đó thì cái quy trình mình phải thực hiện như vậy đó. Anh mà thực hiện sai quy trình thì cái định mức lên hay là như thế nào đó. Đại khái là mình những cái đó là gọi là công cụ đó chị Na. Cái tiếp theo đó, sau khi mà đồng thời đó, mình cần phải, tức là trong quá trình thực hiện mình phải thực hiện cái việc kiểm soát. Mình hiểu hôm nay như thế này, giống như thì Bình nói kiểm soát không phải là cảnh sát ngồi canh me để phạt. Với cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình công tác lâu nay, cô Đào Lê Na có thể chia sẻ với quý vị khán giả và là cái quản trị chi phí hiệu quả là nó là cụ thể là như thế nào? Tôi nghĩ là để đo lường cái chuyện hiệu quả, mình nên gắn đó cái việc tiết kiệm chi phí hay là cái phần trăm chi phí nó với một cái con số nào đó để dễ so sánh. Và thêm nữa là cái chuyện hiệu quả, để biết hiệu quả hay không thì như anh Điền đã nói là mình phải so sánh với những ông to ở trong ngành của mình, phải không? Ông to, nhưng mà đôi khi mình cũng dùng từ nó là đối thủ, nằm mơ cũng thấy đối thủ, không hiểu đối thủ nó đang làm với lợi nhuận bao nhiêu, nó đang bán được doanh thu như thế nào. Thì hiệu quả như vậy, tức là như ở những công ty mà tôi đã làm thì cái việc hiệu quả đó là các chi phí sẽ được tính phần trăm so với doanh thu. Như vậy nếu như mà các loại chi phí biến đổi mà nó có cái tỷ lệ tăng trưởng chậm hơn cái tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu thì là hiệu quả. Còn đối với những chi phí cố định thì nếu như mà cái chia cho cái đơn vị phần trăm của cái doanh thu đó, nó cứ càng ngày nó càng giảm xuống, thì như vậy nó sẽ là hiệu quả. Như vậy thì mình cũng dựa trên các cái tiêu chí. Và ở trong cái phân tích mà mình tạm gọi là cái phân tích truyền thống á, thì người ta gọi đó là cái phân tích common size. Có nghĩa là tất cả các hạng mục
chi phí hoặc là các khoản mục trên các báo cáo tài chính đó, thì đều quy ra thành cái tỷ lệ, và tỷ lệ đó nó so với một cái company chung, là ví dụ như là sổ doanh thu hay là tổng chi phí, so với tổng chi phí hay là thậm chí là so với cái chi phí sản xuất thì để xem cái chi tiết trong đó nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Và như vậy là khi mà nó xảy ra nó biến động thì mình bắt đầu phân tích nguyên nhân là do khối lượng hay do hay do chất lượng, tức là do giá đầu vào hay là do quản lý. Thì vậy đó cũng là một cái rất là phổ biến. Mà nếu như mình hình dung là cái việc đó đó thì chẳng qua nói cho cùng nó là những cái bài toán chia. Như vậy nếu mà mình thì có cái công cụ phần mềm mà tối thiểu trên Excel thì cái việc đó tôi nghĩ chắc có lẽ nó cũng dễ dàng. Cho nên vì vậy các doanh nghiệp mà nhỏ và vừa thì khi chúng ta chưa có điều kiện về cái phần mềm á, thì chúng ta cũng có thể tận dụng những cái công cụ có sẵn để nó tiết kiệm cái thời gian và con người, chi phí nhân sự cho mình bằng cách là phân tích, tạm gọi là phân tích cái tỷ lệ của từng cái hạng mục một. Theo chuyên gia về thanh điện thì có cái cách gì gọi là học thuật cao cấp? Trước đây đó thì tôi có cái dịp đến một cái doanh nghiệp đó, thì cái doanh nghiệp này họ có một cái hệ thống cửa hàng thời trang nói chung cũng rất là lớn ở Việt Nam, nhưng mà họ liên tục lỗ trong 10 năm. Cái ông giám đốc ông hỏi là tại sao mà tôi lỗ từ 10 năm mà tôi làm cũng nhiều giải pháp lắm mà nó không có cải thiện được. Cái bắt đầu mình cầm lên cái báo cáo tài chính á, thì mình tính hai cái con số này. Thứ nhất là cái giá vốn trên doanh thu á, mà thường thường mình gọi là biến phí, cái tỷ lệ biến phí trên doanh thu á, thì mình thấy là mình đi so với những cái, cho nên là trước khi mình đi phân tích á thì tôi đã nắm được cái tình hình thời trang rồi, tôi hiểu về cái cách kinh doanh của thời trang của các doanh nghiệp trên thị trường rồi. Thì tỷ lệ trên thị trường tôi tính ra tầm khoảng cỡ 30-35% thôi, nhưng mà cái nhìn vô báo cáo tài chính của ổng mà móc ra đó thì 70%, tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu 70%. Rồi trong khi hệ thống cửa hàng của ổng quy gian người ta, bây giờ cái định phí một năm tầm khoảng cũng 3 tỷ, cho nên tính ra là cái doanh thu quầy vốn của cái cửa hàng ổng nó cao gấp đôi người ta. Người ta chỉ cần là 3-4 tỷ một tháng một năm gì đó là người ta có thể quầy vốn rồi, còn ổng là phải đến khoảng cỡ cần cả chục tỷ. Mà nếu như vậy thì rõ ràng cái vấn đề ở đây nè, ông này ông kinh doanh cái cơ cấu chi phí không có hợp lý, vì vậy cho nên ông mới lỗ hoài. Ông phấn đấu cách mấy cũng không thể nào vượt qua được cái ngưỡng quầy vốn đó. Như vậy thì vậy chính sách sao? Chỉ cần điều chỉnh lại cái đó một chút xíu. Nên là mình thấy là định phí giống người ta rồi, ok để đó ha. Cái việc của vấn đề còn lại là mình điều chỉnh cái tỷ lệ mà biến phí trên doanh thu. Mà để điều chỉnh tỷ lệ biến phí trên doanh thu á, thì mình sẽ cơ cấu lại toàn bộ cái hoạt động của nó. Thí dụ như chúng ta thiết kế như thế nào, sử dụng cái nguyên liệu gì, chúng ta kiểm soát cái khâu đặt hàng ra làm sao đó, và chúng ta quản lý mấy cái chính sách bán hàng. Thì doanh nghiệp nó hay có về dùng mấy cái chiêu mà gọi là bán hàng giảm giá đồ này kia đó. Ví dụ như họ định giá là họ mua cái áo về 50 ngàn, họ bán 100 ngàn, nghĩa là họ định giá, họ đang định giá cái tỷ lệ biến phí giá vốn á là 50%, nhưng mà cuối năm sổ sách thống kê lại là 70%, là bởi vì do họ giảm giá rồi họ tồn kho, họ bán được, họ thanh lý, ví dụ như thế, thì nó còn lên mức đó. Như vậy thì mình phải cho nên á, về mặt con số, đây là những con số biết nói, nó hàm ý phía sau rất nhiều cái câu chuyện, kể cả những câu chuyện về mặt chính sách. Thì cái vấn đề mà chị Na nói mình chia sẻ thêm thôi, thật ra những cái ý này thì chị Na cũng đã nói rồi, nhưng mà đây là những cái câu chuyện để mình thấy là cái tầm quan trọng của nó. Mình thì lên một cái bản cái kế hoạch tài chính cho một cái doanh nghiệp đó, thì thường là đầu tiên là mình giả định mấy cái thông số, giả định nhiều thứ lắm. Thí dụ như là mình giả định giá vốn nè, giả định định phí nè, giả định những cái chính sách như là bán chịu, tồn kho, phải không? Phải trả tồn quỹ tiền mặt, vân vân, rất là nhiều cái giả định. Trên cơ sở những cái giả định đó là mình đưa ra những cái dự đoán, cái bản kế hoạch đó mình đưa ra những cái dự đoán về doanh thu, về chi phí, về lợi nhuận, ví dụ hôm nay như thế. Nhưng mà không nhất thiết trong kinh doanh nó sẽ thực hiện theo cái đúng cái kịch bản như mình giả định. Như vậy thì cái người làm ăn á, người ta phải biết là trong cái trường hợp và kịch bản của tôi nó sai lệch như thế nào thì tôi vẫn có thể làm ăn được, hoặc là trong trường hợp nó sai lệch như thế nào thì tôi phải có một cái kịch bản khác để ứng phó. Thì cái công cụ này mà mình thấy thầy Bình cũng hay đi giảng cho sinh viên đó là công cụ mà gọi là phân tích biến động á, hay là phân tích độ nhảy á. Thì đây là một cái công cụ cũng rất là hay và làm rất là dễ trên Excel. Nó cũng không có khó, nhưng mà nhờ cái công cụ này mình sẽ tiên liệu hết tất cả những chuyện sẽ xảy ra và những cái kịch bản ứng phó để chi, để mình đối mặt với nó mình không có bị độc. Chứ còn mình không có lên kịch bản khi đối mặt với nó mình không biết, mình xây sở mình không biết mình nên tiếp tục hay không tiếp tục, thì lúc đó nó thành kẹt. Qua cái trò chuyện và trao đổi với chuyên gia khách mời, nó phải nói và phát sinh vấn đề tưởng rằng đơn giản nhưng mà thực ra nó rất là thú vị, và trong đó nó cũng không cho phép mình là
một cách tùy tiện và cảm tính nữa. Và thay mặt chương trình một lần nữa là cảm ơn chuyên gia Quỳnh Thanh Điền và chị khách mời Trần Linh A đã dành thời gian quý báu đến chia sẻ với về hôm nay. Chào mừng quý vị đã trở lại trong chuyên đề về cái chi phí và quản trị chi phí. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trao đổi với chuyên gia tiến sĩ Quỳnh Thanh Điền về một những cái kiến thức, những cái công cụ liên quan đến cái quản trị chi phí. Thì như là chúng ta biết á, là trước đây đó thì trong cái nền đào tạo giáo dục ở Việt Nam trong ngành tài chính kế toán trước đây thì người ta chỉ biết đến một cái thứ là kế toán, nhưng mà nếu là kế toán thì người ta gọi là kế toán tài chính á, mà mình cũng chỉ biết cái đó thôi. Thì sau này mãi cho đến khoảng những năm 93, 95 và hơn thì chúng ta có một du nhập ở nước ngoài, mà cụ thể là Mỹ về Việt Nam, một cái môn học mình gọi là môn kế toán quản trị, Management Accounting. Thì như vậy rằng là một cách nôm na thì kế toán tài chính á, thì mục tiêu của nó cũng là báo cáo và phục vụ ra cho các đối tượng đồng trải bên ngoài, là theo cái chuẩn của GAAP, cái chuẩn của nguyên tắc kế toán. Nhưng mà còn cái kế toán quản trị á, thì nó lại phục vụ cho những người bên trong, inside, trong nội bộ. Cái môn đó nó là phục vụ cho cái việc phân tích chi phí để ra quyết định. Quyết định trong sản xuất, trong bán hàng, marketing, quyết định trong đầu tư v.v. Thì nó dựa trên như vậy. Thì như vậy rằng là cái vai trò của nó, cái vai trò của nó đến giờ này thì thực ra nó đã du nhập vào Việt Nam khá lâu, nhưng cái việc là ứng dụng nó như thế nào, hoặc là bây giờ cái vai trò nó một lần nữa để cho các doanh nghiệp thấy rằng là nó quan trọng đối với cái việc quản trị chi phí trong cái công ty, trong doanh nghiệp của mình, thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm về cái vai trò của quản trị trong cái doanh nghiệp hay không? Nhân tiện mà thầy Bình nói về cái việc này đó, tôi có chứng kiến nhiều cái câu chuyện mà nó cũng khá là vui. Có nhiều lần là đến một cái công ty nọ, nói chung là cũng to lắm, nghĩa là công ty này họ sẽ kinh doanh là 3-4 cái mặt hàng lận đó. Cái mình mới yêu cầu cái phòng kế toán á, đó là cho mình biết được cái là chi phí nguyên vật liệu thôi, nguyên vật liệu cho từng cái dòng sản phẩm đó, hay là nhiên liệu động lực cho từng cái dòng sản phẩm. Thì họ nói là ở đây tụi tôi không có thống kê kiểu đó, cái nào mà thầy cần cái nguyên vật liệu chung á thì tôi cho, chứ còn cụ thể cho từng cái dòng á tôi không có. Tôi mới ngồi tôi nghĩ như vậy thì khi anh đi chào bán một cái món hàng, anh cần phải tính toán cái giá thành của nó, phải không? Thì bắt đầu anh mới biết được là anh nên bán, chào bán với mức giá là bao nhiêu cho nó phù hợp đó. Thì ở đây họ không có. Thì quay lại cái vấn đề á, thật ra mình nói cái toán quản trị rồi này kia, nói nghe nó học thuật lắm, nhưng thầy mình hiểu nôm na như thế này nè. Tức là đây là cái công tác mà thống kê dữ liệu trong doanh nghiệp đó, thông qua công tác kế toán đó. Thì mình cần phải mình thống kê nó theo những cái mục tiêu cụ thể. Ví dụ như là có 3 sản phẩm thì mình thống kê ghi chép để mà mình tính toán cái giá thành cho nó phù hợp với 3 sản phẩm, thí dụ như vậy đó. Hay là cái kế toán để phục vụ nội bộ không, phải thống kê dữ liệu của ngành nữa và của cái đối thủ cạnh tranh đó. Thí dụ như mình hiểu hôm nay như thế này đó, mình tính ra cái giá thành của mình, nhưng mình cũng phải có cái dữ liệu giá thành của đối thủ cạnh tranh như thế nào. Mình có thể đọc những cái báo cáo tài chính tương tự, mình có thể sử dụng những cái mối quan hệ đáng tin cậy để mà mình có những cái thông tin đó. Như vậy thì nếu mà mình chỉ biết số liệu của mình mà mình phân tích, mình đưa ra các quyết định nó dựa trên cái số liệu của mình, thì chưa chắc gì cái quyết định đó có thể cạnh tranh được, nếu mình không biết được cái số liệu của đối thủ cạnh tranh và cái thị trường đó, thì mình cũng rất là khó để đưa ra các quyết định. Công tác kế toán là nó phục vụ cho ghi chép và tính toán để đưa ra các quyết định. Còn công tác kế toán này, nó sẽ, cái dữ liệu này nè, nó sẽ phục vụ cho cái công tác đưa ra những cái quyết định về tài chính. Một cái vấn đề tiếp theo, đứng về góc độ một chuyên gia, thì anh Điền có thể phát thảo, gợi ý những cái công việc trong cái khi mà mình tiến hành, mình xây dựng những cái dự toán, những cái định mức. Thì như vậy có thể khái quát làm sao mà doanh nghiệp có thể hình dung được, và doanh nghiệp có thể bắt đầu khởi động làm cái chuyện này cho nó tốt hơn, để quản trị chi phí tốt hơn. Về mặt nguyên tắc chung á, là mình phải có dữ liệu của các cái doanh nghiệp mà tương tự, hoặc là cái
cái nhóm doanh nghiệp mà mình muốn hướng đến, chứ không phải là con số bình quân của ngành đâu nha. Số bình quân của ngành thì nó có thằng dở, thằng hồi, thằng tốt, lấy số đó thì coi như mình cũng là những ông bình quân luôn, theo doanh nghiệp tiêu biểu. Tức là những cái nhóm doanh nghiệp mà mình muốn hướng tới tiêu biểu, tức là họ quản trị hiệu quả đó, mình muốn hướng tới đó thì mình phải có cái dữ liệu về họ. Nếu những doanh nghiệp mà có những công ty cổ phần đại chúng thì số liệu mình có thể là thể lấy trên báo cáo tài chính, hoặc là mình dùng những cái mạng lưới quan hệ cá nhân mà nó hơi nói chung là đáng tin cậy một chút xíu để mình có cái này. Cái này là cái quyết định kinh doanh, nó giống như đánh trận vậy đó. Mà đánh trận là nó có mặt trận tình báo, phải không? Trong kinh doanh là mình cũng phải có cái cách nào đó để mà mình nắm được cái tình hình của đối thủ. Đó, ý như thế đó. Cái vấn đề thứ nhất đó là phải có cái thông tin đó. Trên cái cơ sở có cái thông tin đó rồi đó, thì mình về đó, mình mới so sánh cái mình với người ta khác nhau ở chỗ nào. Thí dụ người ta xài công nghệ đó, mình xài công nghệ này, thì cái định mức chi phí người ta nó thấp là do công nghệ người ta nó tiến bộ, còn mình cùng lắm mà cải tiến được một chút xíu, nhưng mà chắc cũng cỡ đến mức nào đó thôi, thí dụ như thế. Có nghĩa là trên cơ sở đó mình phải đưa ra một cái bộ tiêu chuẩn định mức nó tiến bộ thì mình mới thực hiện được. Sau khi mà chúng ta ra được những cái tiêu chuẩn định mức thì cái việc mà chúng ta tính toán cái giá thành một sản phẩm để chúng ta thực hiện cho cái việc mà đấu thầu chào bán hàng để cho khách hàng nó cũng rất là nhanh đó. Ví dụ chỉ cần là gì, mình nhận được một cái đơn hàng thì qua cái hệ thống định mức thì tôi biết rồi, để sản xuất nhiều cái sản phẩm này nó cần bao nhiêu là gì, nguyên vật liệu, nhiên liệu động lực, nhân công trực tiếp, rồi chi phí quản lý bán hàng phân bổ vô cho từng sản phẩm đó, khấu hao tài sản cố định, chi phí duy tu bảo dưỡng rồi, ví dụ như thế là mình ra được cái giá thành ngay lập tức. Và trên cái cơ sở đó là mình có thể dùng nó làm cái thông tin rất quan trọng để mà mình đi chào hàng. Thì qua cái công cụ phần mềm hay lập trình gì này kia thì mình lập trình cái nó ra hết trơn những cái bản kế hoạch tài chính đó. Cho nên cái vấn đề trong quản lý nó vẫn là những cái con số tiêu chuẩn định mức và mình giả định, và từ đây mà ra, và cũng từ đây để mình mới lên những cái kịch bản kinh doanh cho mình. Thí dụ trên thị trường đùng cái giá nguyên vật liệu nó tăng lên như vậy, thì trước đây với cái định mức làm ra một cái ly này thì cần bao nhiêu nguyên vật liệu đó với cái giá như cũ, nhưng mà bây giờ giá nó tăng lên thì ngay lập tức là tôi biết ngay là cái giá thành của tôi đó, nó sẽ tăng lên bao nhiêu, và hệ thống nó tự động nó báo luôn. Tôi chỉ cần nhập dữ liệu vào, nhập cái dữ liệu giá vào cái hệ thống phần mềm của mình thì tự nhiên nó báo ra hết. Và như vậy thì nếu mà tôi tiếp tục bán với cái giá cũ thì tôi sẽ bị lỗ như thế nào. Như vậy thì tôi sẽ đàm phán với khách hàng để tăng giá. Đó là những cái quyết định kinh doanh nó ra một cách tức thì và cũng không cần mất thời gian, chỉ cần nói giá tăng 30 giây sau là có những cái bản kế hoạch kinh doanh mới, chứ không phải là chờ hợp bộ tam bộ tứ rồi. Vấn đề thời buổi bây giờ á, công nghệ thông tin nó rất là phát triển, nhiều doanh nghiệp áp dụng những cái phần mềm mà có thể link được từ cái công tác cung ứng, tổ chức sản xuất, công tác tài chính, bán hàng rồi ra hết. Chỉ cần có một cái thông tin đưa vào hệ thống là tự động nó ra những cái kế hoạch kinh doanh. Là so sánh thực tiễn so với kế hoạch định mức đó, yeah, để đánh giá rồi để ra quyết định tiết kiệm, ra quyết định thay đổi, điều chỉnh kế hoạch, vân vân, yeah. Khen thưởng này kia cũng nằm ở hết chỗ này, yeah. Và rất là khoa học. Rất cảm ơn tiến sĩ Bình Điền, và chúng ta sẽ cùng với diễn giả trở lại cái phần tiếp theo và hỏi đáp. Vâng, chào mừng quý vị đã trở lại. Chúng ta theo thông lệ chương trình, chúng ta sẽ nhận được các cái vấn đề và những câu hỏi từ quý vị khán giả cũng như các doanh nghiệp gửi đến. Sau đây mời chuyên gia và khách mời chúng ta theo dõi một cái câu hỏi của bạn đọc sau đây. Xin chào các chuyên gia, tôi là một startup trong ngành xây dựng. Tôi rất là quan tâm đến việc cắt giảm chi phí. Xin chuyên gia cho biết làm thế nào để nhân viên ý thức được việc cắt giảm chi phí ạ? Xin cảm ơn các chuyên gia. Xin mời chị Trần Liên Na. Để mà tất cả những nhân viên trong công ty họ đều cùng tham gia vào cái chuyện quản trị chi phí thì tôi nghĩ rằng cái đó là nó gắn vào cái chuyện là mình sẽ xây dựng những cái chỉ số đánh giá đó, được gọi là KPI đó. Cái KPI của mỗi người đều phải được. Ngoài cái việc là họ đạt được doanh thu chẳng hạn vậy, họ còn phải được đánh giá cái chuyện là chi phí gắn với cái doanh thu đó như thế nào. Hầu như tất cả các bộ phận đều phải có những cái KPI mà gắn đến việc là tiết giảm chi phí. Và cái quan trọng hơn cả nữa đó là cái việc phải xây dựng nên một cái văn hóa. Đôi khi ban giám đốc cũng phải làm màu một chút. Tự nhiên bây giờ mình đã đưa ra cái văn hóa cho tất cả mọi người là đều phải tiết kiệm chi phí, thì ban giám đốc thay vì hồi trước đi công tác được đi
business class á, thì bây giờ mình chuyển xuống mình economic class đó là màu một chút, nhưng mà tự nhiên mọi người đều thấy là à, văn hóa của công ty mình là đều tiết kiệm, thì như vậy mọi người sẽ thấy rằng ok, cái văn hóa của công ty mình đó là tiết kiệm. Dạ. Nhưng mà quan tiết kiệm khác với cái chuyện là trùm sò nha. Dạ dạ. Rất là cảm ơn Dương Giao khách mời. Bây giờ chúng ta là tiếp tục đón nhận một câu hỏi tiếp theo. Xin chào các chuyên gia. Tôi có một câu hỏi là không biết là doanh nghiệp nên lựa chọn chi phí thấp hay chi phí linh hoạt ạ? Xin cảm ơn các chuyên gia. Thật ra cái này là phải nhất quán về mặt nguyên tắc ngay từ đầu. Mục tiêu của quản lý chi phí á, là không phải là mình cắt giảm chi phí. Mục tiêu quản lý chi phí á, là người ta hướng đến cái giá trị tạo ra, cái là giá trị làm ra đó. Có nghĩa là tôi sẵn sàng chi, thậm chí tôi vay nhiều để tôi chi nữa. Nhưng với cái điều kiện, cái chi đó, phải không? Nó sẽ tạo ra giá trị trước mắt và lâu dài. Đó, thì cái chuyện, cái nguyên tắc chung á, là mình hướng đến cái đó. Cái vấn đề của quản trị chi phí là chúng ta cắt giảm cái chi phí ẩn, chúng ta cắt giảm những cái lãng phí. Đó, chúng ta cắt giảm những cái thao tác, những động tác thừa thải. Tại vì những cái chuyện đó, đó nó làm giảm chất lượng và giảm năng suất, mà nó lại phát sinh thêm chi phí. Mình cắt hết mấy cái đó. Chứ còn về mặt cái cơ bản xuyên suốt là giá trị làm ra, cái này nhiều người vi phạm. Có một lần tôi đi giảng một công ty cũng bự lắm nha, giảng về chính sách bán hàng, chính sách kinh doanh đại khái. Vô tôi mới hỏi công ty mấy anh chị có chính sách kinh doanh nào không. Có cái ông phó tổng giám đốc phụ trách mảng đó, ông nói có thầy. Bên tôi thầy thấy không, móc ra cái văn bản đỏ chót. Bên tôi quy định rõ ràng nha, và trao quyền rất là mạnh cho nhân viên kinh doanh. Đứa nào á mà đi á, mà tìm được cái mặt bằng, cái giá mặt bằng thuê một tháng dưới 10 triệu á, là được quyền quyết cho tự quyết luôn, phải không? Không cần báo cáo. Cái tôi nói ủa, nó vô hẻm nó tên nó thuê hết rồi sao? Tại sao phải 10 triệu? Tại sao phải 10 triệu? 100 triệu thì sao? 200 triệu thì sao? 1 tỷ thì sao? Bây giờ 10 triệu mà doanh thu á, nó mang về có 5 triệu, anh có chịu cho nó thuê không? Chứ còn tôi mở mà mặt bằng cái chi phí nó lớn, nhưng cái doanh thu nó mang về rất lớn, thì tại sao tôi không mở? Cho nên cái vấn đề là chưa tư duy trên giá trị tạo ra, chứ không phải là tư duy trên cắt giảm chi phí. Đó, thì cái vấn đề mình phải xuyên suốt cái chỗ đó. Vâng, rất là thú vị và cũng rất là cụ thể và hoàn toàn có thể áp dụng được. Cho nên vì vậy là rất là thay mặt cho quý vị khán giả gửi câu hỏi đến, cũng như thay mặt chương trình, một lần nữa cảm ơn chuyên gia Phạm Thanh Điền và chị Trần Lê Na, khách mời chúng ta ngày hôm nay trao đổi thú vị về vấn đề chi phí và rất mong là trong thời gian tới chuyên gia và khách mời có sức khỏe thành đạt và cũng không quên là dành thời gian trao đổi chương trình với quý vị khán giả ở FBNC Nẻo đường tài chính. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn.